Rồi xong, tới công chuyện, tới công chuyện. Ok, lại có comment mới. Để tôi đọc thử coi. Chị Sim ơi, trong Play Together có gói mới. Trong cửa hàng bán 150 kim cương á chị. Áo đấy giống chị ấy. Gói tên là White Bear Hero, mong chị ghét. Vậy làm gì có vụ có cái gói tên là White Bear Hero được nó xạo đúng không? Trời, mấy bữa mấy người lừa tôi đúng không? Lừa đúng không? Trời, tôi không tin nữa đâu. Không tin. Cái gì cơ? Có thật luôn hả? Ủa, có cái bộ là White Bear Hero luôn á hả? Ủa sao ý chán tôi vậy, thật không? Đâu đâu đâu, để tôi coi thật coi. Đâu đâu đâu, nó có thật hả? Đâu, nó đâu, để tôi coi coi. Tôi nhớ nó ở đây mà. Nó là cái bộ gói nhân vật đúng không? Đâu đâu đâu, trời ơi, nó có thật hả mọi người? Ủa có gì đâu. Ủa sao cái hình kia là nó có mà ta, nó là 150 kim cương mà sao trong này không có hả ta? Hay tôi bị lừa ta? SOS, SOS. Thấy chưa? Mới tin đúng một cú một lại lừa tiếp. Trời đất ơi, tôi đem hết gọi là bao nhiêu sự gọi là yêu thương của tôi dành cho mọi người mà mọi người lừa tôi vậy hả? Alo, mọi người thấy vậy có vui không? Không có vui miếng nào luôn nha. Trời đất ơi, làm tôi mừng hụt là trời. Ở trong Play Together có cái gói gấu tuyết. Ôi là trời, giỏi thật sự. Rồi comment tiếp theo là bực hết cả mình luôn. Như vậy, chị Sim ơi, có update mới anh đào đẹp lắm không chị rep? Ồ, dữ vậy. Sim ơi, game mới cập nhật có rừng anh đào dễ thương lắm. Ồ, rừng anh đào dễ thương sao? Hình như nãy chữ tôi quay clip tôi quên để ý là hình như là trong Play Together có update gọi là cái vườn cây hoa anh đào này. Rồi sao nó tối vậy? Nó không đẹp chứ trơn á, để tôi biến thành cái là cái vườn hoa anh đào nó sẽ đẹp lại nha mọi người. 1 2 3. Boom, ok, trời đất ơi, đợi trời sáng nguyên binh đoàn màu hồng cute vua mê que chắn đường tôi luôn mọi người. Cái gì vậy trời? Ok, thì đây là phiên bản mới nhất cập nhật của Play Together mọi người. U là trời, các bạn nhìn nó hồng, nó cực kỳ cute luôn. Ủa sao mấy bạn này có mấy cái bộ đồ dễ thương nhỉ? U là trời, dễ thương quá à. Ôi, thì mình hỏi thử coi. Hỏi thử coi. Không đi hoa, bạn ơi, sao nhận được bộ đồ màu hồng dậy? Thôi vậy đi, đó, vậy, chấm hỏi. Đó, thì mình phải lịch sự đúng không? Không biết qua trả lời không ta? Sao nhận nhờ? Cái này là, cái này không biết cách nhận thiệt. Đổi xu hoặc mua nha chị. Đổi xu hoặc mua hả? Mua ở đâu vậy? Từ từ để tôi coi thử coi. Ở trong, nếu mà mua thì nó ở cửa hàng trang phục không ta? Mình có thể mua thật nè. Wow. Tại sao tôi mặc đồ crop top luôn vậy? Là trời, mình là một người rất thích gọi là gì ta? Mình là một người rất thích gì ta, nó phải chùng chùng cute xíu. Thôi mình sẽ bắt chen là hôm nay là mọi thứ màu hồng cute phô mai que nha mọi người. Nó bạn nào đang chơi đang chơi phép thuật Win Enchantix vậy? Trời ơi, là chờ tôi nghe phép thuật Win Enchantix nãy chờ nha. Đó, ok, hôm nay một ngày hồng cánh sen, hồng cute nha mọi người. Hôm nay Kimmy xin được phép gọi là mang màu hồng cho mọi người. Trời ơi, hồng nguyên cánh luôn mọi người. U là trời. Nói chung là bắt. Sau 7749 phút thì tôi mới nhận ra là trong lúc tôi lựa đồ mọi người thì webcam tôi nó rất là nhỏ mọi người, nên nó che hết bao nhiêu thứ này chứ tôi nói luôn mọi người. Vừa không sao, tôi sẽ mua hết cái đống này đó để tôi khoe mọi người. Đó đấy, đó trang phục mới, ok đó, để khoe với bạn coi đó. Trời, chu che phô mai que rồi mà khoan, thiếu một cái. Các bạn thiếu cái gì không? Nó chính là nó thiếu cái ghim lên đầu của mọi người. Hôm bữa Sim có nhận được một cái nha mọi người. Đây đó, trời ơi, tai gấu của tôi gọi là gì ta, có cái hồng này liền. Trời ơi, sao có cái bạn nào chọc đầu luôn vậy? Trời, mọc hoa chọc đầu luôn, dữ thật gì vậy?
Oh my god, đó, đấy, Simi đú chen mọi người, trời hồng chạc luôn mọi người, đó. À, mà hình như tôi được nhớ là cái sự kiện hoa anh đào này có nhiều cái lắm mọi người. Mình đổi ra, có thể đổi ra sản phẩm đó mọi người. Hiện tại là mình đang có 700 đồng xu hoa anh đào này mọi người. Trời, đổi gì ta? Mình coi cái VIP nhất là cái gì nè. À, mình có thể đổi ra cái mũ này mọi người. Có thể đổi hoặc là mua. Các bạn nhìn nè, có một cái cửa hàng sushi. Trời ơi, mà 1920 lận. Trời đắt dữ vậy trời, sao người ta làm được. Vậy tôi coi tôi còn cái nhiệm vụ gì tôi làm nữa coi. Gì ta? Uống thử soda anh đào. Trời ơi, cái nhiệm vụ rồi dăm ba vậy à. Ok, tôi làm phát mượt được luôn nè. Sao bạn nào cứ phép phụ huynh lên cho tích cho người tôi vậy? Ôi, bạn này có cả chuột ván luôn. Ok, giờ tôi sẽ thử làm nhiệm vụ nha. Thật sự từ trước giờ mình chưa làm nhiệm vụ của mọi người. À mà quên mất, nếu các bạn thắc mắc tại sao giọng mình nghe nó cứ kiểu chó chó á, thì thật ra hiện tại mình đang bị nhạc mũi. Đấy, nhạc mũi thêm cái combo gì ta. Combo đang bị sốt nữa. Trời đất ơi, tao nó mất hạn dễ sợ luôn. Thì mình cũng đã có nghỉ ngơi rồi, nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa đỡ. Hiện tại nó chỉ đang tạm thời ok thôi. Nó bù lắm mọi người. À, uống thử soda là ủa mình phải về. Ủa mình phải tự về nhà mình chế. Ủa đây nhà tôi đúng không? Sao con má nào trải thảm lên nhà tôi ngồi tự nhiên vậy? Ủa alo em ơi. Em cái gì kỳ ấy? Gì thử soda anh đào là sao giờ phải đun cái bếp? Trời bạn này vô nhà tôi chơi luôn chứ. Giờ bị uống thử soda anh đào thử. Uống thử soda anh đào chưa? Bây giờ không có soda anh đào sao tôi được phí. Giờ phải phép. Chỗ cái nhiệm vụ mà khó dữ. Trời thôi làm nhiệm vụ khác đi. Thôi coi khác đi. Gì đây? Giúp Ganda ở khu cắm trại. Ok rồi. Thôi tôi sẽ đi giúp người mọi người. Đó chứ khổ quá. Không có không biết làm cái đấy. Trời đất ơi khổ dễ sợ. Đó hôm nay gọi là giờ sao gọi là mấy ngày nếu các bạn thắc mắc tại sao dạo này Sim không ra clip bởi vì tôi bị sốt đó mọi người. Khổ lắm mà bây giờ giọng tôi nó còn che che nữa. Trời tôi đảm bảo mấy thanh niên qua clip này giọng chị Sammy nó giọng dễ thương đồ. Thật ra là nếu mà mình không nói chuyện như thế này mình sẽ không linh hoạt được mọi người. Còn nếu mà mình mà gì ta cậu nói bằng cái giọng mà trầm trầm của mình nó sẽ như thế này cậu. Hello chào mọi người. Chào mừng các bạn trở lại với video menu alo play together của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ quyết định làm một cái video rất là vui. Thì các bạn nghe giọng mình thì các bạn biết mình cũng đang rất là vui đúng không? Ừ, chắc chắn luôn. Thì mình đang vui mà. Đó, nó nói sẽ như vậy á mọi người. Các bạn có muốn quay một clip mà nó ông chị Địa Ngục vậy không? Trời gặp tôi là tôi tắt luôn rồi mọi người. Nên tôi phải nói nó bằng cái giọng này nên các bạn thông cảm nha. Trời ơi là trời. Khổ dễ sợ mà bệnh. Ủa đi làm nhiệm vụ cái crack game luôn. Hình như cái game này biết tôi đang quay clip không cho tôi quay clip đúng không? Đau khổ quá. À một phút trước khi quảng cáo. Đây giới thiệu mọi người bé gấu tuyết của tôi. Trời đất ơi, ai mà mua về gấp lột gấp xếp bé này lại là chiến thần mọi người. Trời ơi các bạn nhìn nè, gấp con này xong chắc tay tôi mục luôn mọi người. Trời ơi là trời u đó. Trời ơi biết cái vấn đề là vui đã dông lúc mà cái con này chính thức ra mắt thì mình đổi trang phục làm vậy chi không biết nữa, bởi vì cái trang phục mà free ấy, mọi người nó đẹp hơn trang phục mình mua tiền mọi người. Cho tôi cảm giác tôi thật là cứu nạn mọi người. Trời đất ơi, và các bạn yên tâm, mình vẫn sẽ cố gắng gọi là sớm lành bệnh nhất có thể đó để trở lại cái con đường gọi là làm video cho các bạn coi chứ không thể lúc nào ở nhà lười biếng rồi đúng không? Đó, rồi bây giờ đi. Cái gì mà đi qua nhà ông nào á, tự nhiên tôi đang đi ngang qua đây trong tự nhiên tôi gì ta? Trời ơi đẹp quá à. Trời ơi, hay bây giờ mưa với chị ở đây ngồi chơi đi mưa. Trời ơi đẹp quá à, không muốn làm nhiệm vụ mọi người. Ủa là trời đẹp luôn á. Trời ơi cái chỗ này mà mình hẹn hò với bé mưa đảm bảo xí dách luôn mọi người. Trời ơi ngồi đây.
Em ngồi đây, đây đây ngồi đây, từ phải phải đẹp phải không, phải đẹp đó đó, trời ơi ngồi xuống ngắm hoa đào đó à, và nhìn những con người đang câu cá, trời ơi thật là chill. Trời đang nằm cái có xe cán ngang luôn mọi người, trời ơi hết chill luôn, thôi thôi đi, muốn nằm chill cái có nguyên cái xe cán ngang luôn mọi người. Nguyên một cái xe to đùng, cái đùng vác. Trời ơi thôi, mốt không có nằm nữa, nằm là bị cán liền đó mọi người. Rồi nhìn hoàng ngày làm gì đây? Giúp, ok rồi. Khổ quá, người ta chân lùng rồi. Thôi bây giờ mình phải biến hình mọi người, mình phải bự con lên. Bum thấy chưa, đó giờ bự như con heo rồi, giờ đi làm nhiệm vụ thôi. Đấy, bự vậy người ta không bắt nạt mà được mọi người không? Chứ hồi nãy nhỏ xíu à, người ta cán cái xe tôi cũng qua được đó mọi người. Đó giờ phải chạy đó, đó trời ơi, rồi đi vô làm nhiệm vụ nè. Đấy, chắc chắn nhiệm vụ này chắc cũng dễ thôi mọi người, chắc không, trời ơi. Bây giờ mập quá không có nhảy được luôn á mọi người, trời ơi là trời, sim này thiệt tình á. Rồi có gì đâu để tôi coi thử coi. À thì là ông này tên là ông lão này tên là ok. Tìm mấy ảnh ở Plaza. Ồ trời ơi quá dễ, Plaza. Khoan, Plaza. Plaza sao? Chẳng lẽ ý ông lão bảo rằng là con ơi hãy kiếm giúp ta cái máy ảnh trong một cái thành phố. Ây da, đúng là nhiệm vụ của ông lão thật là dễ dàng mọi người. Bây giờ rớt cây kim xuống hồ bảo con ơi. À, rớt cái kim ở gì ta? Ở một bãi biển và bảo con ơi xuống lượm giúp ta mọi người. Ủa cái gì vậy? Trời ơi mấy ảnh của ông xưa con biết ông quăng đâu được. Trời ơi nhiệm vụ dễ quá mọi người. Nghe xong không muốn làm luôn mọi người. Nghe xong là muốn tắt game đi ngủ luôn mọi người. Trời ơi cái thành phố nó rộng bà cố luôn. Chẳng biết cái máy ảnh nó nằm ở đâu. Trời ơi, ông mới nhất cũng phải cho con cái anh tư là cái ông đi ở gì ta, là cái thời gian ông đi đâu, ông cho gì bảo con ơi tới Plaza kiếm đi. Trời sao kiếm được. U là trời, cái thành phố nó rộng bà cố vậy kiếm. Trời ơi, trời ơi, cái gì mua nó thật là, nó thật là dễ mọi người. Không muốn tắt game đi ngủ mọi người. Thôi bây giờ lỡ giúp ông lão, chẳng lẽ bây giờ bảo ôi con không làm đâu lại. Vô trách nhiệm quá, bây giờ kiếm đâu ra trời. Trời bây giờ hỏi tôi bây giờ cái gì ta, cái dây của cái máy ảnh cũng không biết ở đâu nữa. Bây giờ đi tìm máy ảnh ở Plaza. Mà đây là Plaza. Tại sao nó không? Oh, cầu được ước thấy mọi người. Trời mấy cái này dễ các bạn thấy không? Thực ra hồi nãy mình chỉ nói chơi thôi đấy. Chứ mấy cái nhiệm vụ con nít này ai mà lại. Rồi mình nói giỡn thôi các bạn thấy không? Mình là mình lừa các bạn thôi. Nói phát có luôn thấy không? Đỉnh cao nó vậy như vậy. Đấy rồi đi gặp ông lão thôi. Trời ơi mình quá là siêu nhân luôn mọi người. Đó không có ai mà rồi như mình đâu, ok. Rồi bây giờ là cô bé lật điền sao mình giống Suka gì đó. Suka lật điền mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới chỗ này, em còn lắc mông nữa mọi người. Mưa ơi đi thôi, chúng ta cùng giao mấy ảnh mẹ chúng ta gọi là gì ta? Nhớ gì ta để chúng ta đổi lấy xu của xu hoan đảo mọi người. Đó trời ơi. Rồi ông lão ơi. Trời quên nút chạy luôn mọi người. Rồi dây bắt cua nè. Đó trời mập quá nhảy không được mọi người. Rồi ông lão ơi, con đã làm theo những gì ông sai khiến. Con đã kiếm được cái máy ảnh trong này mà mốt con dặn ông nè. Mốt ông mà chụp ảnh á, ông để vô túi á cho ông đừng có chụp xong quăng. Trời kỳ lắm, người ta tưởng là nó dục sao. Đó đúng không? Đó trời ơi xịn quá. Rồi bây giờ hiện tại tôi trở lại cái Plaza thử coi. Đó lắc mông mà éo éo. Dễ thương dễ sợ. Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại Plaza rồi mọi người. Rồi đó trở lại cái Plaza. Ok
Rồi, rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại coi chúng ta có bao nhiêu cái đồng xu hoa anh đào mọi người. Cái gì vậy, người ta đi ngang quá, không cũng nhìn. Trời ơi, chưa thấy. Cái gì vậy? Trời ơi bạn ơi, mình đang chạy bằng tại sao bằng đông tông thẳng vô đó là gì? Bạn biết luật an toàn giao thông không ạ? Bạn biết lát nữa bạn sẽ đạp một cái thân hình mảnh mai như mình không? Trời ơi, mình mảnh mai lắm á. Ok, rồi, lúc coi tôi đang có 800 mọi người. U là trời, ok. 800 thì mình có thể đổi được từ đây xuống. Ồ, mình muốn cái này quá mọi người. Trời, tôi muốn cái này. Trời ơi, tiếc quá. Ơi, không sao, tôi sẽ cố gắng cày. Phần thưởng cuối cùng là một cái áo vest màu hồng mọi người. Trời ơi, trời. Tôi sẽ cố gắng cày, tôi nhận được cái gian hàng mọi người ạ. Nó quá là dễ thương đúng mọi người. Đó, trời ơi. U là trời. Ok các bạn, thì chắc là video của mình như này thôi. Và lý do tại sao mình chỉ làm ngang như thế này bởi vì bạn mình sức khỏe mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đấy nên mình chỉ có thể làm những video ngắn thôi. Ok các bạn, thì nếu các bạn thấy video này thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới mình biết nha. Và các bạn có ý tưởng gì thì các bạn cũng đừng bình luận phía dưới. Mình sẽ cố gắng sớm mình phục nhất có thể. Còn bây giờ bye bye. Yêu mọi người rất là nhiều. Thank you. Bye. Pew pew pew.